Góc vườn âm nhạc. Nếu khán giả âm nhạc tìm kiếm sự bền vững và cảm hứng sáng tạo không ngừng nghỉ thì chắc chắn nhóm nhạc Anh Quốc Coldplay sẽ được xướng tên đầu tiên. Giản dị, nhẹ nhàng, âm nhạc đời thường của Coldplay còn phản ánh góc nhìn toàn cầu hóa, khái quát mọi diễn biến chính trị xã hội trên toàn thế giới. Thành lập từ năm 1996, nhóm nhạc xứ sở sương mù gồm 4 thành viên chính, giọng ca chính guitar và piano Chris Martin, guitar chính Johnny Buckland, guitar bass Guy Berryman, tay trống Win Champion, đã có duyên gặp gỡ tại trường đại học cao đẳng London. Đến thời điểm hiện nay, sau gần 24 năm, ban nhạc đã sở hữu một khối tài sản âm nhạc khổng lồ với 8 album phòng thu, 6 album biểu diễn và 7 album tuyển tập. Lượng đĩa hát tiêu thụ đến hơn 100 triệu bản trên toàn cầu và 33,6 triệu lượt bản là bài hát tải xuống tính riêng tại Mỹ. Những con số biết nói này đã tiết lộ một sức hút khó cưỡng của Coldplay. Vậy điều gì đã tạo nên vẻ đẹp âm nhạc của Coldplay? Album mới nhất của Coldplay Everyday Life, cuộc sống thường nhật, như củng cố triết lý nghệ thuật của nhóm. Mọi cảm hứng âm nhạc đều đến từ đời thường với sự đam mê và độ ngọt của giọng ca Martin. Hơn thế nữa, họ lạc trôi tiếng miền đất Jordani với chất liệu âm nhạc mang màu sắc Trung Đông. Trụ cột của nhóm, Chris Martin đã chia sẻ, tất cả đều nói về con người. Mọi ngày đều tuyệt vời và cũng tệ hại, đó là cảm giác tự do khi cuộc sống bùng nổ khắp nơi trên hành tinh này. Coldplay đang muốn trở thành một ban nhạc bình dị nhất, gắn kết những cung bậc cao thấp cảm xúc của đời thường và chính trị thế giới vào album Everyday Life. Âm thanh pha trộn đủ màu sắc cuộc sống thường nhật ở nhiều miền đất khác nhau đem lại hương sắc mới cho âm nhạc. Hơn thế nữa, trưởng nhóm thổ lộ rằng, một vài thứ rất riêng tư về cuộc đời tôi, một vài thứ về sự kiện chúng tôi chứng kiến, một vài thứ để đồng cảm với nhân loại đang phải trải qua, chuyện của thế giới chúng ta sắp phải thực hiện. Hãy nhìn vào những gì mọi người phải trải qua. Chúng ta muốn thế giới trở nên ra sao? Liệu tôi có phải là tương lai hay chỉ là lịch sử? What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future or album Everyday Life là phản ứng nhanh nhẹ của nhóm trước những diễn biến tích cực xảy ra khắp nơi. Cấu trúc của Everyday Life được chia thành hai phần Sunrise, mặt trời mọc và Sunset, mặt trời lặn, như một ghi chép mang tính thường nhật. Chris Martin cũng nhấn mạnh vai trò của âm nhạc như một người quan sát, cảm nhận và chia sẻ những gì họ nhìn thấy một cách toàn diện hơn là phiến diện. Chính vì thế, ca từ của album mới phản ánh sự cảm thông sâu sắc với nhân loại và những trải nghiệm thông qua lăng kính quan sát toàn cầu hóa. Martin cũng nhấn mạnh, một điều giúp con người có cuộc sống tốt hơn là phải xỏ chân vào đôi giày của người khác. Đó là những đứa trẻ phải rời bỏ Syria hay lớn lên ở vùng Baltimore. Tôi luôn tự hỏi cuộc sống như vậy sẽ ra sao? Chính vì thế, luồng tư tưởng xuyên suốt album là tính triết lý và nhân văn của nhóm nhạc toàn cầu. Cùng với single Everyday Life, Coldplay cũng bộc bạch những cảm hứng phía sau các single như Orphans, Đứa trẻ mồ côi hay Arabesque.
Cần lưu ý rằng phần hòa âm phối khí là điểm mạnh bấy lâu nay của Coldplay. Khán giả vẫn say mê cái thứ âm nhạc có gia vị hòa âm tinh tế. Giai điệu êm dịu nhưng mà dàn nhạc giao hưởng mini hơn là cách của ban nhạc alternative pop rock thể hiện. Trong ca khúc Orphans, Chris Martin hòa giọng cùng đám đông giới trẻ Jordan một cách bình dị thân thiện như hình ảnh quen thuộc của anh. Khán giả bỗng dưng quên đi sự đau khổ thống trị lên những đứa trẻ tị nạn khắp toàn cầu. Tôi muốn biết khi nào tôi có thể quay trở lại và say với những người bạn. Tôi muốn biết khi nào tôi có thể quay trở lại và trẻ lại như xưa. Không chỉ mang đến một cảm xúc gần gũi đời thường, Coldplay còn là một ban nhạc rất thân thiện với môi trường với nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Nhóm nhạc tỏ ra thất vọng với các chuyến lưu diễn tiếp theo nếu không đáp ứng tiêu chuẩn Carbon Neutral là không có khí thải carbon. Trong tour lưu diễn gần đây nhất của nhóm thể hiện cách đây 3 năm, năm 2016-2017, với nhóm lưu diễn với album A Head Full of Dreams Tour, một bộ óc tràn ngập giấc mơ, với tổng cộng 122 show trên 4 lục địa. Để thực hiện, ban nhạc phải sử dụng tới 109 người, 32 xe tải và 9 xe buýt. Vì vậy, nhóm mong muốn đạt mục tiêu trong tương lai bằng cách là sử dụng dầu diesel sinh học, không sử dụng cốc nhựa tiêu hủy, vận chuyển nhạc cụ bằng tàu thay vì máy bay và khuyến khích fan hâm mộ sử dụng phương tiện công cộng. Tất nhiên, việc di chuyển bằng máy bay là không thể tránh khỏi đi kèm với việc xả khí carbon. Nhưng Coldplay muốn nhắm tới mục tiêu là sử dụng năng lượng mặt trời và không sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần. Cùng với các nghệ sĩ như Pearl Jam, Adele, bộ tứ muốn làm giảm nhẹ ảnh hưởng tới môi trường của các chuyến lưu diễn. Theo số liệu nghiên cứu, các ban nhạc Anh Quốc đã tạo ra 85.000 tấn khí thải nhà kính năm 2009. Yêu cầu khắt khe này liệu có làm khó bản thân họ hay không? Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với khán giả Jordan, nơi họ thực hiện album của Everyday Life, Coldplay cũng bị các fan trên Twitter chỉ trích về sự giả tạo. Tại sao họ cần bay đến Jordan để phỏng vấn trong khi có thể phỏng vấn qua ứng dụng Skype? Trái ngược, Chris Martin đáp trả bằng cách là chúng ta không nên tỏ ra quá thích thú với việc chỉ trích người khác. Khi nền công nghiệp biểu diễn âm nhạc có thể trở nên bền vững với môi trường thì Coldplay sẽ là một ví dụ điển hình. Câu chuyện xanh sạch đẹp của Coldplay còn trở thành một nguồn cảm hứng cho các ngôi sao trẻ như Billie Eilish. Sự vĩ đại của một ban nhạc không chỉ dừng lại ở một cái vẻ đẹp âm nhạc mà còn ở tính nhân văn mà Coldplay truyền tải. Tầm vóc toàn cầu hóa của ban nhạc Coldplay được phản ánh trọn vẹn trong những tour biểu diễn quyên góp từ thiện với quy mô khổng lồ như Band Aid 20, Live Aid, One Love Manchester, A Hope for Haiti Now và kể cả album mới Everyday Life, cuộc sống thường nhật.